Xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui khi được quý cô bác anh chị mình chọn lựa kênh Phan Hải Channel, kênh Thuốc Nam để tham khảo. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ cho quý cô bác anh chị mình một cái bài thuốc nằm trong cái series là những bài thuốc trị viêm phổi, phòng viêm phổi đó, rồi tăng cường hệ miễn dịch cho cái thời buổi hiện tại, thời buổi dịch bệnh hiện tại như thế này. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ với quý cô bác anh chị mình một cái bài thuốc như vậy. Và những cái loại dược liệu trong bài thuốc hôm nay thường là ở trong vườn chúng ta có, nên rất mong quý cô bác anh chị mình tham khảo để chúng ta có được một cái bài thuốc. Nếu chúng ta không bị bệnh thì chúng ta sẽ chia sẻ cho những người đang bị bệnh ở hàng xóm và những người thân chúng ta. Bây giờ xin mời quý cô bác anh chị mình cùng đi vào vườn với Hải ha. Thì đây nè các bác anh chị, đầu tiên thì các bác anh chị mình đã cho Hải lá chanh ha. Lá chanh này của bác anh chị mình nhỏ nhỏ nha, các bác anh chị mình đã cho Hải 10 lá chanh này ha. Rồi để lá chanh đó, có lá chanh rồi. Lá chanh như thế này thì của bác anh chị mình lấy cho Hải 10 lá ha. Còn lớn hơn thì lấy 8 lá. Đó. Cái dược liệu kế tiếp á là của bác anh chị mình lấy cho Hải cái lá này nè. Có anh chị nhận ra cái lá gì không ạ? Thì đây là cái lá dâu tầm của bác anh chị mình ha. Đây. Đây, dâu tầm đây. Này. Đó. Thì dâu tầm này á thì của bác anh chị mình lấy cái lá cho Hải ha. Đây, cái lá đây. Thì của bác anh chị mình lấy cho Hải là một nắm nhỏ ha, một nắm nhỏ. Một nắm nguyên á, thì nó 20-25 gram. Thì cô anh chị mình lấy một nửa như vậy, có nghĩa là lấy 12 gram, có nghĩa là lấy nửa nắm lớn hoặc là một nắm nhỏ. Lá dâu tầm tươi như thế này. Rồi, hai loại này cô anh chị mình ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo đi. Và cô anh chị mình bỏ vào một cái nồi cho Hải ha. Rồi, đến một dược liệu tiếp theo. Thì đây nè cô anh chị, đây là cái cây hẹ nè. Nhà mình thì mới cắt để sử dụng cho nên là nó mới lên. Thì hẹ này là thường hay nêm hủ tiếu rồi này cô anh chị mình. Đó, hoặc là nấu canh huyết rồi đó. Đó. Thì hẹ này á thì các anh chị mình sử dụng cái phần trên cho Hải ha, cắt lấy cái phần lá. Và các anh chị mình lấy cho Hải là nửa nắm ha, có nghĩa là 10 gram á, một nắm thường như vậy thì 20 gram đến 25 gram. Thì các anh chị mình lấy 10 gram thôi là nửa nắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với dược liệu tiếp theo. Thì đây này các anh chị nhận ra đây là cây gì không ạ? Đây là cây húng lủi nè các anh chị mình ha. Cây húng lủi nè ha. Thì cái húng lủi này á thì các anh chị mình lấy cho Hải là 10 gram ha, tương đương với nửa nắm ha, tươi như thế này luôn. Vậy là chúng ta lấy húng lủi này nè. Và cái lá hẹ chúng ta ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái bài thuốc. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái cách để chúng ta làm ha. Như vậy là chúng ta đã có lá dâu nè, mặt húng lủi nè. Đó, húng lủi nè. Rồi lá chanh. Lá chanh và hẹ. Bốn loại này của anh chị mình ngâm vào nước muối loãng, rửa sạch của nước sạch để ráo hết. Bốn loại này đều dùng tươi. Xong của anh chị mình sắc cho nhỏ ra, cho vào một cái nồi nha. Xong cô bác anh chị mình đổ cho Hải là nửa lít nước vào đó. Sau khi đổ nửa lít nước vào thì cô bác anh chị mình là 500ml nước đó, và là cô bác anh chị mình nấu sắc lại cho Hải còn 250ml nước hoặc là còn một nửa nước ha. Thì 500ml nước là nửa lít nước là 2 xị, thì chúng ta sẽ nấu sắc lại còn 1 xị hoặc ít hơn 1 xị một tí. Rồi cái nước đó cô bác anh chị mình chắc ra và bỏ cái bã đi. Xong á cô bác anh chị mình người lớn á thì chúng ta chia làm 2 lần uống trong ngày, uống sau bữa ăn 5-10 phút. Còn trẻ em trên 6 tuổi đó thì chúng ta sẽ chia làm 4 lần, uống sau bữa ăn 5-10 phút đó. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ điều trị chúng ta cái bệnh về phổi nè, đó, viêm phổi nè, và nó phòng được những cái bệnh hiện tại rất là tuyệt vời. Những người nào bị ho nè, viêm họng nè, rồi bị có cổ họng có đàm nè, thì chúng ta có thể sử dụng bài thuốc này rất là tuyệt vời ha. Thì mong rằng cái video này là nó sẽ giúp cô bác anh chị mình một phần nào vượt qua khó khăn. Thì video này là video thứ 3 rồi Hải đã chia sẻ gần đây để hỗ trợ điều trị những bệnh về viêm phổi và phòng chống những cái dịch bệnh hiện tại. Thì cái bài thuốc này nó cũng giống như 2 bài thuốc trước thôi, nó cũng sẽ tăng cường cái hệ miễn dịch cho chúng ta lên, và nó hỗ trợ điều trị những cái bệnh về viêm phổi, viêm phế quản nè, viêm đường hô hấp nè, rồi viêm họng nè, ho nè, rất là tuyệt vời cho các anh chị mình. Và đây là những cái thuốc vườn thôi. Lưu ý 4 cái dược liệu này, nếu chúng ta không có một trong 4 cái loại dược liệu này thì cũng được thôi. Chúng ta sử dụng 3 loại dược liệu còn lại ha. Bởi vì đôi khi thì chúng ta không có đủ dược liệu, thì ví dụ chúng ta không có cái húng lủi này thì cũng được thôi. Mà húng lủi này chúng ta cho mình ra chợ mua ha. Còn lá chanh này á thì lá chanh này thì chúng ta sẽ cố gắng tìm, nếu không có lá chanh thì chúng ta sử dụng lá cam, lá quýt hoặc là lá quất còn hay gọi là lá tắc cũng được ha. Dâu này thì chúng ta không có cũng được, không sao, mà có thì nó sẽ trở thành một cái bài thuốc tuyệt vời nhất đó. Và cây hẹ cũng vậy đó, cây hẹ thì chúng ta chạy ra chợ mua
Đó, những cái gì mà chúng ta ra chợ mua được á, thì chúng ta nên cố gắng ha. Còn những cái gì mà dù lá dâu á, hoặc lá chanh á, chúng ta không mua được thì chúng ta cố gắng tìm đó để có một cái bài thuốc hoàn thiện nhất để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị những cái vấn đề về phổi rất là tuyệt vời. Nhất là những người già ha, những người lớn tuổi nè, chúng ta nên những người trẻ tuổi chúng ta nên sử dụng những cái bài thuốc như thế này để cho những người già người ta những ông những bà sử dụng. Và lưu ý khi mà tại sao mà những người già và những trẻ em thường hay ngủ dậy buổi sáng thì thường hay ho, hoặc là người già thì 3-4 giờ sáng thường hay ho, thì hãy xin lưu ý như thế này. Khi chúng ta ngủ chúng ta không có đắp cái ngực chúng ta, vì vậy khi mà về khuya cái thời tiết nó lạnh nó sẽ bị lạnh cái ngực, mà lạnh cái ngực là đồng nghĩa với lại lạnh phổi, mà phổi nó bị lạnh thì nó sẽ làm cho chúng ta bị ho, con nít cũng vậy đó. Cho nên để tránh cái vấn đề ho, và nếu thường xuyên thì nó sẽ bị viêm phổi, thì khi mà chúng ta ngủ trẻ em thì chúng ta nên là đắp cái ngực lại. Thì cái buổi tối mới vào tối trước 12 giờ thì nó sẽ chưa có lạnh đâu, nhưng mà 1-2 giờ khuya thì mùa sương nó xuống nó sẽ lạnh. Thì chúng ta nên là coi trẻ, coi có đắp cái ngực hay không. Không có đắp gì hết cũng được, nhưng phải đắp cái ngực hoặc là mặc áo ấm vào. Người lớn cũng vậy, người lớn ngủ trước khi ngủ thì chúng ta nên lấy cái mền chúng ta, hoặc là cái gì đó, hoặc là chúng ta mặc áo ấm đắp cái ngực lại để cho nó đừng có lạnh. Nó lạnh ngực là đồng nghĩa với chúng ta sẽ bị ho liền đó. Mà ho nhiều lần quá như vậy chúng ta không có biết nguyên nhân, thì như vậy thì lâu ngày vài tháng thì nó sẽ làm cho chúng ta bị viêm phổi ha. Thì cái vấn đề này chúng ta cần lên lưu ý. Rồi, thì mong rằng những chia sẻ đơn giản như Hải đang chia sẻ thì mong rằng nó sẽ giúp đỡ được phần nào cho quý cô anh chị mình vượt qua khó khăn, hoặc là sử dụng những cái loại thuốc cây thuốc vườn này có thể hỗ trợ điều trị những cái bệnh mà chúng ta đang gặp. Nhất là thời buổi hiện tại chúng ta không có đi đứng thoải mái được, bị trong thời gian giãn cách, thì chúng ta ra vườn chúng ta gặp cây nào như Hải đã chia sẻ thì chúng ta cứ lấy vào và nấu uống. Như vậy thì nếu hợp thì nó sẽ hết cho quý anh chị mình rất là tuyệt vời, chúng ta khỏi cần đi bệnh viện. Rồi, thì cuối video Hải cảm ơn quý anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Hải trong suốt cả thời gian qua. Hải rất hãnh diện và tự hào đọc được những cái bình luận của quý anh chị mình xây dựng và góp ý. Hải sẽ nghiêm túc tiếp thu và sửa đổi càng ngày kênh Phan Hải Channel, một cái kênh thuốc nam, càng ngày nó càng hoàn thiện hơn để cho quý anh chị mình tiện lợi để chúng ta tham khảo ha. Thì cuối video Hải cảm ơn và chúc cô bác anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống ha. Video đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại cô bác anh chị mình vào ngày mai nha.